nhưng xa các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không. Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đứng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đứng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường trăng vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay.